sáng ngày 20 tháng 12. Kính chào quý vị, chúc quý vị một tuần mới an lành và tràn đầy sức khỏe. Hải Hưng rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý vị. Và ngay sau đây sẽ là những tin tức chính được phát cho bản tin sáng ngày hôm nay. Hà Nội trở thành tỉnh phía Bắc đầu tiên vượt mốc 27.000 ca nhiễm. Thanh Hóa, ca mắc cộng đồng cao kỷ lục, phong tỏa nhiều bản vùng cao. Quảng Nam, hai học sinh lớp 7 được tiêm liên tiếp hai mũi vaccine. Sài Gòn, sinh viên được trở lại trường học. Vĩnh Long, 50 xã nâng cấp độ dịch thành vùng đỏ. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội kéo công nhân trở lại bằng hỗ trợ nhà ở, điện nước. Cập nhật tình hình cơn bão số 9. Mở đầu mời quý vị cùng đến với số ca nhiễm mới trong ngày. Tối ngày 19 tháng 12, Việt Nam tiếp tục ghi nhận thêm 16.110 ca nhiễm mới, trong đó có 17 ca nhập cảnh và 16.093 ca ghi nhận trong nước, tăng 210 ca so với ngày trước đó tại 60 tỉnh thành và có 10.542 ca là ca nhiễm trong cộng đồng. Cùng ngày, thì Bộ Y tế cũng ghi nhận thêm 215 ca tử vong. Như vậy, thì tính đến nay, cả nước đã có tổng cộng hơn 1,54 triệu ca nhiễm với 29.566.000 người đã tử vong. Hà Nội trở thành tỉnh phía Bắc đầu tiên vượt mốc 27.000 ca nhiễm. Ngày 19 tháng 12, Hà Nội tiếp tục ghi nhận 1.400 ca mắc mới, trong đó có 500 trường hợp ở cộng đồng, 747 trường hợp ở khu cách ly và 153 trường hợp trong khu phong tỏa. Đây là ngày thứ năm liên tiếp, Hà Nội duy trì số ca mắc mới trên 1.300 ca mỗi ngày. 1.400 ca mắc COVID-19 phân bố tại 252 xã, phường, thị trấn thuộc 27 trên 30 quận huyện cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 29 tháng 4 đến nay là 27.053 ca. Trong đó, số ca mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 10.265, số ca mắc đã được cách ly là 16.788 ca. Hai quận vùng cam nguy cơ cao ở Hà Nội là Đống Đa và Hai Bà Trưng tiếp tục gia tăng số ca mắc lần lượt là 48 và 131. Tổng từ ngày 11 tháng 10 đến nay, thì quận Đống Đa đã ghi nhận 2.580 ca, và quận Hai Bà Trưng là 1828 ca mắc mới. Thanh Hóa, ca mắc cộng đồng cao kỷ lục, phong tỏa nhiều bản vùng cao huyện Mường Lát. Chiều ngày 19 tháng 12, ngành y tế tỉnh Thanh Hóa cho biết, tỉnh này ghi nhận thêm 186 bệnh nhân mắc COVID-19 mới, trong đó thì có 133 bệnh nhân phát hiện trong cộng đồng và 53 bệnh nhân đang thực hiện cách ly tập trung. Những ca mắc cộng đồng ghi nhận nhiều nhất tại huyện biên giới Mường Lát là 30, Đông Cống 14, thị xã Nghi Sơn 11, Yên Định 7, Hậu Lộc 6 và các ca cộng đồng cũng xuất hiện tại nhiều huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Và tính đến 16 giờ ngày 18 tháng 12, riêng huyện Mường Lát đã phát hiện 157 trường hợp dương tính, trong đó thì có 22 học sinh, giáo viên, lực lượng chức năng đã khẩn trương truy vết được 1.331 trường hợp F1. Hiện huyện Mường Lát đã phong tỏa 4 bản tại xã Nhi Sơn và một số bản khác phong tỏa theo diện hẹp. Theo nhận định của cơ quan chức năng, thì cụm dịch COVID-19 mới phát hiện tại huyện Mường Lát có quy mô lớn, đã ngấm sâu và lan rộng trong cộng đồng. Tại Quảng Nam, hai học sinh lớp 7 được tiêm liên tiếp hai mũi vaccine. Chiều ngày 19 tháng 12, ông Lê Văn Tiến, giám đốc trung tâm y tế huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam xác nhận thông tin. Hai năm sinh lớp 7 ở Quảng Nam nói với mọi người rằng mình được tiêm liên tiếp hai mũi vaccine phòng COVID-19. Theo đó, thì trong sáng cùng ngày, Trung tâm Y tế huyện Núi Thành đã tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh trường trung học cơ sở Lê Lợi, xã Tam Nghĩa, ngay tại trường. Trong thời gian chờ theo dõi 30 phút sau tiêm, hai năm sinh lớp 7 của trường nói với mọi người rằng mình được tiêm hai mũi vaccine liên tiếp. Ngay sau đó, thì hai em học sinh trên đã được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, đóng tại huyện Núi Thành, theo dõi để đảm bảo an toàn trước khi tiến hành các bước xác minh. Hiện tại thì sức khỏe hai học sinh bình thường và đang tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện. Trước đó thì trong ngày 16 tháng 12, tại trường Trung học phổ thông Trần Cao Vân, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, một học sinh lớp 11 đã được tiêm hai mũi vắc phòng COVID-19 chỉ trong vòng 10 phút. Và sự việc này không chỉ tại Quảng Nam, một vụ việc tương tự cũng xảy ra tại Thừa Thiên Huế. Theo đó, ngày 19 tháng 12, CDC tỉnh Thừa Thiên Huế đã có ý kiến xung quanh phản ánh của phụ huynh tại phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà về việc một nữ sinh tên LTH, học sinh lớp 7, trường trung học cơ sở Hà Thế Hạnh, phường Tứ Hạ, Hương Trà bị tiêm hai mũi vaccine phòng COVID-19 cùng lúc. Vài giờ sau tiêm, cháu hát được đưa đến trung tâm y tế thị xã để kiểm tra sức khỏe, theo dõi với tình trạng bình thường. Xung quanh phản ánh nêu trên, theo ông Hoàng Văn Đức, giám đốc CDC Thừa Thiên Huế giải thích rằng, nhân viên tiêm chủng đưa kim tiêm vào da khiến cháu vung cánh tay ra nên bị trượt mũi tiêm. Tuy nhiên, mũi kim có đâm vào da nên gây chảy máu. Nữ sinh sau khi ra ngoài ngồi chờ một lúc đã được tiêm lại. Cháu hát, khi tiêm lại thì vẫn tiêm mũi vaccine ở ống thuốc cũ, chứ không phải tiêm hai liều vaccine, ông Đức khẳng định. Giám đốc CC Thừa Thiên Huế lưu ý rằng do cán bộ tiêm chủng không giải thích rõ với nữ sinh khi cháu ra ngoài chờ dẫn đến việc lầm tưởng nữ sinh này tiêm hai mũi vaccine. Sài Gòn, sinh viên được trở lại trường học. Từ hôm nay ngày 20 tháng 12, hơn 2.500 sinh viên cao đẳng trung cấp năm cuối sẽ học trực tiếp trong 2 tuần thí điểm. Một số trường đại học cũng cho sinh viên trở lại trường. Sau thời gian thí điểm, từ ngày 20 tháng 12 đến ngày 7 tháng 1 năm 2022, Sở Lao động Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với Sở Y tế đánh giá kết quả, đề xuất phương án dạy học trực tiếp theo các trường cao đẳng, trung cấp. Trước đó, thì trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng Lý Tự Trọng đã tổ chức một số lớp học trực tiếp tại trường, quy mô nhỏ, chủ yếu dành cho sinh viên năm cuối hoàn thành học phần trước khi tốt nghiệp. Theo kế hoạch dạy học trực tiếp của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thì các trường đại học, cao đẳng sẽ tự chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo an toàn để mở cửa. Tùy theo quy mô cơ sở vật chất, các trường sẽ bố trí số lượng sinh viên để đảm bảo giãn cách và đáp ứng bộ tiêu chí an toàn trường học. Chỉ tính riêng khối đại học thì thành phố Hồ Chí Minh hiện có gần 50 trường với khoảng 600.000 sinh viên. Vĩnh Long, 50 xã nâng cấp độ dịch thành vùng đỏ. Chiều ngày 19 tháng 12, ông Nguyễn Công Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long vừa công bố cấp độ dịch COVID-19 ở các địa phương trong tỉnh. Trong đó thì có 50 đơn vị cấp xã thuộc vùng đỏ, tăng 6 đơn vị so với tuần trước có 36 đơn vị cấp xã có mức độ nguy cơ dịch COVID-19 ở cấp độ 3 và 21 địa phương còn lại ở cấp độ 1 và 2. Theo đó, dịch ở tỉnh Vĩnh Long vẫn là cấp độ 3, nguy cơ cao, vùng cam. Thị xã Bình Minh ở cấp độ 4, nguy cơ rất cao, vùng đỏ. Và 7 huyện, thành phố còn lại ở cấp độ 3, nguy cơ cao. Cùng ngày, thì Sở Y tế Vĩnh Long cũng cho biết, trong ngày hôm nay, tỉnh đã ghi nhận thêm 593 ca mắc mới và 6 ca tử vong. Như vậy, Tính từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 19 tháng 12, Vĩnh Long đã ghi nhận 22.305 trường hợp điều trị khỏi cho 15.747 người và có 206 trường hợp đã tử vong. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội kéo công nhân trở lại bằng hỗ trợ nhà ở, điện nước. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa ban hành quyết định về chương trình hỗ trợ phục hồi và phát triển lao động, trong đó có nhiều giải pháp hướng tới người lao động thu nhập thấp, kéo lao động trở lại thành phố. Chương trình đề ra mục tiêu duy trì tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%, tỷ lệ thiếu việc làm khu vực nông thôn dưới 2%, đào tạo, nâng cao chất lượng lao động đáp ứng yêu cầu công việc, phục hồi sản xuất kinh doanh, nhất là tại khu vực phía Nam. Với chương trình trên thì cơ quan này tiếp tục nghiên cứu xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách hướng tới lao động thu nhập thấp như là thuê nhà trọ, điện nước, y tế, vân vân. Bên cạnh đó, Bộ sẽ phối hợp với cơ quan chuyên môn nghiên cứu chính sách giảm lãi suất, bổ sung vốn hỗ trợ lao động vay vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm để tạo thêm việc làm, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp hỗ trợ tiền lương, tiền ăn ca, phúc lợi xã hội vân vân để giữ chân lao động. Chuyển qua những tin thức khác Tại Nghệ An, năm bé trai bị đất vùi lấp khi đang chơi. Trưa ngày 19 tháng 12, vách đất cao gần 10 mét đổ sập đã vùi lấp 5 bé trai đang chơi dưới chân, một em đã tử vong. 5 bé trai tuổi từ 8 đến 12 đều trú tại bản Hồi Cam, xã Nậm Nhóng, huyện Quế Phong. Ông Lữ Trung Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Nóng cho biết, ngay khi tai nạn xảy ra, một số trẻ em ở gần đó đã hô hoán. Nhiều người dân dùng quốc xẻng đào mới đưa các nạn nhân ra ngoài. Do bị đất đè nhiều, em CTT 11 tuổi đã tử vong ngay tại chỗ bốn em khác bị thương đã qua cơn nguy kịch. Và để kết thúc bản tin ngày hôm nay, mời quý vị cùng cập nhật về tình hình cơn bão số 9. Một người tử vong gần chục tàu thuyền bị chìm. Ngày 19 tháng 12, Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 9 trên vùng biển xã Chí Công có 8 chiếc thuyền bị trôi dạt vào bờ và chìm, khiến một người tử vong. Trước đó, thì từ sáng ngày 18 tháng 12, tỉnh Bình Thuận đã cấm tàu thuyền, phương tiện vận tải hoạt động và đánh bắt hải sản trên biển. Đồng thời, tổ chức kiểm đếm, hướng dẫn các chủ phương tiện, kêu gọi các tàu đang hoạt động trên biển vào bờ tìm nơi trú ẩn an toàn. Tỉnh Bình Thuận có 7.684 tàu thuyền đánh bắt hải sản với gần 42.000 lao động. Và tính đến chiều ngày 17 tháng 12, còn 1.182 chiếc tàu thuyền với hơn 7.000 lao động đang hoạt động trên biển. Do ảnh hưởng của bão số 9 tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, có gió giật cấp 9 và đang tiếp tục mạnh lên. Trước mức độ nguy hiểm này, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Lý Sơn khuyến cáo ngay từ thời điểm này người dân không ra khỏi nhà. Và trong cùng ngày, huyện đảo Lý Sơn đã di rời 205 hộ dân, trong đó có 8 hộ di rời đến nơi tập trung. Các hộ còn lại được di rời xin phép đến nơi an toàn. Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Rai, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Văn Thiều, tỉnh Bạc Liêu đã yêu cầu lực lượng chức năng thường xuyên giữ liên lạc, thông báo, hướng dẫn cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng đi của bão để tìm nơi trú ẩn, tránh bão an toàn. Theo thống kê của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tính đến chiều tối ngày 18 tháng 12, tổng số phương tiện, thuyền viên đang hoạt động trên biển là 472 phương tiện, 3.258 thuyền viên. Hiện Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã liên lạc được với 100% chủ phương tiện, phương tiện đang hoạt động trên biển. Vâng, và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Kính chúc quý vị một tuần mới an lành và tràn đầy sức khỏe. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.